Ok, thì Luxury này nó là một cái app này để làm việc nhóm công ty, thì nó sẽ chứa một số tính năng như là chat này, lịch này, họp hiếp các thứ ở trên này. Mình có cả email ở trên Lux luôn, và hiện tại thì Lux đang hỗ trợ free email cho mình 200 GB email. Còn một số cái như là Bay này, Doc này, với lại Luxit đó. Luxit thì nó giống như Google Google Sheet, Lux Doc thì giống như Google Doc, còn Lux Bay thì nó giống như Notion, Airtable. Nói chung là thường thì mình dùng Lux thì mình dùng nhiều mấy cái tính năng này. Với lại cái tag này thì là mình sẽ giao nhiệm vụ ở trên Lux luôn. Nói chung là cái này nếu mà ở trên Zalo thì nó cũng có cái giao nhiệm vụ ấy, nhưng mà thường thì mình ít dùng. Còn nếu mà mình dùng Lux thì nó sẽ tích hợp mấy cái tính năng này. Nói chung là mình sẽ dùng nó tiện hơn. Còn cái approval này thì nó sẽ là cái quy trình phê duyệt cho mình. Thì với Lux thì mình có thể sử dụng cái phê duyệt này. Còn cái này là cái chấm công này, chấm công check in ở trên này luôn. Nói chung là nó sẽ chứa hết những cái nhu cầu cơ bản thiết cho cái doanh nghiệp mình ở trên một cái nền tảng. Hiện tại thì Lux nó đang free cho dưới 50 user, và tổng cái dung lượng là nó sẽ free cho mình là 100 GB. 100 GB lưu trữ mấy cái file như ở Google Doc này, ở Google Sheet này, Bay này. Thì em nghĩ đấy là sơ qua về tính năng của Lux. Nếu mà mình dùng thì thường mình dùng mấy cái tính năng này. Hỏi một chút về cái email đi nhỉ? Email nó nghĩa là như thế nào? Là ví dụ như bây giờ chị có domain tên miền ấy, thì mình có thể tạo một cái email theo tổ chức được, nó miễn phí cho mình. Cái email đấy thì có nghĩa là, ví dụ cái email đấy thì chị có được dùng Drive, Google Drive ở trên cái email đấy không, hay là chỉ dùng ở trong nội bộ lát thôi, ở trong À phần mềm? cái đấy, vâng, cái đấy thì dùng nội bộ phần mềm bên mình thôi chị. Còn nếu Ví dụ mà driver thì phải đăng ký bên Google ạ. nếu mà cái email đấy mà chị gửi gửi thông tin cho khách hàng, gửi mail cho khách hàng hoặc nhận mail của khách hàng thì có sử dụng được không? Dạ được chị ạ. Chỉ là không có Drive thôi, nó chỉ đơn giản chỉ là gửi và nhận email thôi đúng không? Dạ vâng. Bây giờ họ đang cho bao nhiêu tài khoản email ở đấy hả em? Về dung lượng thì nó cho 200 GB dung lượng lưu trữ email, còn email thì chị tạo bao nhiêu cũng được. Hình như là ví dụ như một 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 cái nick, một tài khoản ấy, thì như là có tối đa 20 cái email cho một cái tài khoản. Nếu để tạo nhiều cái mail alias. Còn một cái nữa là cái wiki này. Cái wiki này thì mình có thể sắp xếp lại cái tài liệu của mình cho nó gọn. Nó cũng giống như driver đâu, nhưng mà nó mình dùng cái này thì nó sẽ gọn gàng hơn. Cái đa số doanh nghiệp có một cái tính năng gì nữa, đăng bài, truyền thông nội bộ các thứ ấy, nó cũng tích hợp một số cái module vào trong cái lab này luôn. Cái link này em gửi cho chị sau nhá. Nói chung là ở đây em tổng hợp lại một số cái mình hay dùng đâu. Em đã tư vấn cho bên nào làm về thương mại điện tử chưa? Nhiều chị ạ. Ờ, Chung tư vấn là mấy bên, nói chung là người ta cũng nhu cầu là quản lý công việc như thế nào, xong rồi giao việc trên đây thôi. Chat chít thì nó cũng đơn giản. cái chị muốn hỏi một chút về cái last page chẳng hạn, ví dụ như là bên chị kinh doanh ở trên sàn thương mại điện tử, ví dụ Shopee, Lazada, Tiki chẳng hạn, ví dụ về phần chăm sóc khách hàng đi, ở trên Shopee nó có rất là nhiều đánh giá xấu và chị muốn xem cái số real time tình hình đánh giá xấu ở trên đấy, ví dụ chị xem ví dụ như là hôm nay có bao nhiêu cái đánh giá xấu về sản phẩm gì, đã xử lý hay chưa, thì mình có tích hợp được để đổ cái dữ liệu về lab để quản lý không? Cái đấy có chứ ạ. Cái đấy là mình sẽ làm phải làm thủ công hay là API gì? Và cái đấy đẩy vào API, có một số bên người ta hỗ trợ cái phần đấy. Cái này thì em có làm được không? Cái này thì em không chứ ạ. Em kết nối với chị một số bên nó tích hợp về cho mình. Nói chung là mình sẽ để đẩy dữ liệu về trên Lockbay này để quản lý cái phần đấy. Và cái này nó mở cái Lockbay này, nó mở, nó tích hợp API thứ vào. Nhưng bên nào là có nghĩa là những cái bên mà kết nối API đấy là phải có IT đúng Thật ra bên chị thuê cái bên dịch vụ setup cho là được. không? Ok. Bên Bên dịch chị vụ đang dùng, dạ là bên nào cơ? có một số bên kiểu cũng cá nhân này, thì em liên hệ thử cho.
Bên chị dùng phần mềm quản lý đơn hàng nào, phần mềm gì chị nhỉ? Shopee. Ý là bên ví dụ như Sapo, Nhanh, Haraland các thứ ấy. Chị có dùng cái đấy Không, không? chị dùng một cái phần mềm của nước ngoài, nhưng mà chị muốn ví dụ như là kết hợp trực tiếp từ từ Shopee về chẳng hạn thì có được không? Cái đấy được đấy, nhưng mà chắc nếu mà vậy thì phải có IT đâu. Ngoài IT để kết nối đến API của sàn. Còn cái này là chỉ mới em ở đây tư vấn mới chỉ dừng lại ở nội bộ trước thôi đúng Dạ vâng. không? Có những cái mà liên quan đến 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 liên quan đến kinh doanh một chút, một thương mại điện tử hoặc là lấy cần liên kết API thì chưa chưa có Dạ vâng. Cái đấy ví dụ như chị dùng không? nhanh.vn thì hình như là hiện tại đang lấy được cái đánh giá về để quản lý trên Lockbay. Ví dụ dùng nhanh.vn thì sẽ lại kết nối nhanh.vn với Labbay hả? Dạ vâng. Tôi thấy bên Nhanh hiện tại đang có cái đấy. Rồi, ok. Ví dụ như là chị muốn, ví dụ như là KOL chẳng hạn, bên chị đang quản đang làm việc với rất nhiều KOL, nhưng mà chị muốn ở trên Labbay có thể làm một cái file dự án quản lý KOL kiểu gì đó mà ví dụ như là nó sẽ có ví dụ tên KOL là gì chẳng hạn, thời gian lên GMV bạn ấy kiếm được thời gian lên lịch các thứ, nói chung là quản lý KOC chẳng hạn, thì em có cái đấy không? Đây, cái đấy em có. Chị đợi chút. Nói chung là Lockbay này nó cũng giống như Excel rồi, nhưng mà được cái nó ràng buộc nó chặt chẽ hơn. Mình dùng cái này nó tránh được dữ liệu mình nhập vào nó chuẩn chỉnh ấy. Còn lấy nó tiện. Cái này tích hợp với cái automation. Đây, thì em có làm một cái file quản lý phim. Đây, ví dụ mình có những cái POC, KOL nào và mình có những cái hợp đồng nào với những cái bạn này. Mình quản lý đây. Đây, thêm cái báo cáo nữa. Nhưng mà dữ liệu của em đang đang là đang ở trên cái base đấy, là em nhập tay vào em điền form hay là em sẽ đổi từ đâu về, hay là dữ liệu em đang có Vâng, booking một dạ, cái này mấy cái này em đang nhập tay chị ạ. Cái này nhập tay, còn theo dõi số thì hiện tại cũng đang nhập tay rồi. Ví dụ như cứ 7 ngày thì sẽ nhắc mình là update chỉ số của video này. như cái cột kia là em tự nghĩ ra để em ấy vào đúng không? Mấy đấy thì em cũng tham khảo một số bên người ta đang dùng Excel như nào ấy, sau rồi mình chuyển qua đây đâu, mình chuyển đây mình sắp xếp này gọn gàng. Xong rồi từ đấy mình sẽ xuất được ra dashboard đúng không? Dạ vâng. Xem được cái dashboard thôi. Ví dụ như tổng mình đã thu thập bao nhiêu data về bạn KOC này, có bao nhiêu bạn này, và mình book được bao nhiêu hợp đồng từ những cái bạn đấy, và trạng thái của cái hợp tác này, tác là ngừng. Rồi về ví dụ như booking thì mình sẽ theo dõi cái trạng thái của booking đang làm hay là đã gửi demo các thứ, mình theo dõi đó. Tóm lại là cái này thì mình phải chăm nhập thông tin lên để mình quản lý cho nó tiện, đỡ phải nhắn tin trao đổi nhiều. Cái này thì mình sẽ tùy theo cái thực trạng hiện tại của doanh nghiệp mà có thể thêm thông tin hoặc bớt thông tin đúng không? Như Dạ cái này vâng. đúng không? Dạ vâng chị. Về cơ bản thì cái này nó có bảng trống như vậy. Thì mình thích build gì thì build lên. Cho chị xem cái GMV từ booking kia thì em sẽ xem kiểu gì Đây, cái em này thì em đang tổng hợp số, và cái này chắc là nhập bằng tay thôi chị ạ. Đây, nhập bằng tay về xong rồi nó tính tổng về. cái này có cóp từ sàn về được không? Cái đấy ví dụ như ở trên TikTok thì có xuất file báo cáo từ các bạn KOC đã. Mình copy paste lên. Ok, có nghĩa là cái này là xuất file báo cáo từ TikTok ra xong rồi up lên đấy. Dạ vâng, nhưng mà thực ra thì chắc mỗi lần copy theo video.
Nhập video này ví dụ doanh số bạn bao nhiêu thì mình nhập đây để báo cáo. Ok. Ví dụ như là có một KOL quản lý theo KOL, em thử thử xem cho chị xem quản lý theo KOL thì có quản lý theo không? Ví dụ như là một KOL nhưng mà một tháng họ livestream cho chị rất là nhiều lần hoặc là lên rất là nhiều video chẳng hạn. Thì xuất cái dashboard ở KOL ra xem như thế nào? Cái đấy thì hình như ở đây thì em chưa làm đâu. Chị mới theo dõi cái phần doanh số từ mỗi lần livestream của các bạn. Ví dụ như là cái chị muốn ví dụ như là một bạn tên là kia review chẳng hạn, một tháng chị muốn biết là bạn ấy like chị bao nhiêu thời gian này, xong rồi thì ví dụ như thế có nghĩa là thời gian livestream là bao lâu này, bạn ấy lên bao nhiêu lượt livestream này, doanh số của mỗi lượt livestream là bao nhiêu và doanh số tổng của cái tháng đấy là bao nhiêu. À vâng, cái này thì như là ở bên TikTok là nó có, nói chung là nó xuất đã được rồi, có báo cáo luôn ở bên đấy đấy. Có nghĩa là xong rồi từ đấy mình chủ yếu là cái này nó khác là mình lấy tài liệu từ bên TikTok rồi up vào đây rồi nó sẽ ra cái dashboard để cho mình nhìn cho nó dễ hơn thôi đúng không, kiểu như vậy Dạ đúng không? vâng. Dạ. Nhưng cái này là em viết tay từng cái một ấy hả, hay là có cách up nào nó nhanh không, hay là nó có tải file lên hay gì không? À, tải file lên thì có, chị copy paste dán vào hoặc là tải lên được. Thế thì xem các cái chỉ số mà em đang dùng, ví dụ như là khói rừng này, tên nhà sáng tạo là khói rừng. Tiếp, có những cái trường gì? Trường Ví dụ thông nhé, tin. nền tảng người ta hay hoạt động ở đâu này, người theo dõi chủ đề người ta hay làm thì fan với ai là nhân phân cho nhân sự chăm sóc Cái tên rồi. fan Đó. này đang lấy ở đâu? Thế tệp fan này ví dụ như lúc trước em làm thì em hay hay xem comment để xem là tệp fan của bạn đấy như nào, với lại hỏi bạn đấy luôn. Rồi, kênh của bạn đang hướng vào tệp fan nào ấy. Chủ đề câu thơ nhà đời nhà cửa đời sống cũng là tự nhập đúng không? Dạ vâng, mình liệt kê trước ra xong mình nhập vào. Xong rồi ví dụ như là bên chị đang có khoảng 10 bạn, 10 bạn nhân sự làm về cái việc tìm booking KOC KOL này, thì có nghĩa mỗi bạn sẽ có một cái tài khoản để làm ở trong phần quản lý booking KOC KOL này, hay là sẽ làm chung vào một sheet này. Dạ làm chung vào đây chị ạ. Ví dụ xong rồi phân nhân sự theo dõi đây. Ví dụ em có mấy bạn này, bạn này theo dõi bạn KOC nào thì phân ở đây. Nói chung là chỗ này để tổng hợp lại thông tin của những cái nhà sáng tạo thôi. Để biết sau này có thì mình cứ liên hệ ở đây. Nhưng mà cái kia chỉ mới là chung chung thôi đúng không? Ví dụ như là tháng này bạn ấy doanh thu của bạn ấy được 20 triệu, tháng sau bạn ấy doanh thu được 30 triệu thì sẽ tổng hợp kiểu gì? Tính theo chị đấy là chị muốn theo dõi của từng đấy đúng không, từng Chính kênh xác. Muốn theo từng dõi. video. Cái bảng này mới chỉ là bảng tổng thôi đúng không? Dạ Sau vâng, bảng ví dụ như là của từng từng KOC chẳng hạn. chung là về phần đấy thì làm thì được, chỉ quan trọng là làm thủ công thì nó tự động thôi. Thì cái đấy là ví dụ như là sẽ có những cái này đúng không? Xong rồi thì nó còn có từng KOC, chỉ muốn theo dõi KOC nữa thì cũng theo dõi được từng KOC được đúng không? Dạ vâng. Từng KOC là sẽ phải làm ra các sheet riêng hay là làm chung vào một sheet giống nhau? Ví dụ như là nếu mà làm thì lúc mà đổ ra dashboard thì nó có tích hợp được tất cả các sheet đấy không? Ở đây này em đang để hết vào trong một cái bảng quản lý nhà sáng tạo này, xong rồi em làm báo cáo ở đây. Thế là nó lấy được dữ liệu từ nhiều cái nguồn này. Đây, ví dụ em có 10 bạn này, click vào đây để xem 10 bạn đấy, 10 bạn nào. Chị có thể học được. Cho chị à, kia cái kia là nó có cái gì kia báo cáo cái chỗ doanh số kia kìa, cái chỗ mà bé Duy được hai hai triệu rưỡi kia kìa, mở vào đấy chị xem này nó sẽ ra cái gì. À, báo cáo theo view chưa? Cái đấy thì mình lấy chỉ số view đây. Cái này thì nhập tay nó. Ví dụ sau 7 ngày thì em vào em update cái chỉ số view này của cái video XYZ ở đây. Thì em nhập vào đây. Thì sau này nó sẽ tính tổng cho mình.
Ok, thì có nghĩa là cái đấy mình cứ update vào đấy thì cái bản dashboard thì nó sẽ ra real time đúng không? Chỉ cần mình update thì cái bản dashboard nó sẽ tự ra thôi đúng không? Dạ vâng, rồi. Nói chung là cái này làm báo cáo một lần, sau này thì mình chỉ cần thêm vào thêm dữ liệu vào trong cái bảng này, cái mấy bảng này. Ok. Ngoài cái này ra em có cái gì mà liên quan đến TikTok nữa không? Thì em nhớ là như em có là một cái để quản lý sản xuất video TikTok nữa. Nói chung là với thằng Lắp Bay này thì mình muốn làm gì cũng được, quản lý nó cụ thể trên đây, mình cộng tác ở trên cùng một cái file được. Mình phân nhóm ra phòng ban, file này phòng ban nào vào được, người nào vào xem. Cho chị xem các thông cái liên quan đến HR mà em đã từng làm. Quản lý nhân sự ở trên đây, cái này hiện tại em đang làm một cái để quản lý nhân sự này. Bên mình bao nhiêu nhân sự chị nhỉ? 30. 30. Em nghĩ quản lý nhân sự thì mình cũng chỉ nói chung là nhập thông tin nhân sự lên đây để theo dõi thôi này. Đây, thông tin nhân sự. Nhập thông tin lên đây để theo dõi này. Nếu mà có tuyển dụng các thứ thì mình có thể sử dụng mấy cái này luôn. Đây, cái này thì lại gọi là thông tin nhân sự. Quản lý mình có bao nhiêu nhân sự. Rồi ví dụ như hợp đồng các thứ thì mình quản lý hết trên này. Ở đây em có phần tuyển dụng này, ví dụ tuyển dụng vị trí gì thì yêu cầu bên đây mình theo dõi đây, đây các vị trí tuyển dụng này, trạng thái tuyển dụng, rồi data ứng viên mình thu thập được về thì ứng viên mình sẽ gửi cho ứng viên cái form này, người ta điền lên đây. Đây cho mình quản lý, mình lọc CV các thứ, ví dụ đây data có về rồi mình lọc, mình chọn ra những bạn ok mình hẹn để phỏng vấn. Phỏng vấn thì mình sẽ có một bảng riêng để quản lý phỏng vấn, ví dụ như bạn này phỏng vấn 2 vòng, bạn thì phỏng có 1 vòng, sau mỗi lần phỏng vấn thì mình sẽ đánh giá ok tiếp thì mình. Ok. Quản lý đây là vòng tuyển dụng, còn quản lý ở trong trong nội bộ công ty thì có những cái ví dụ như là chấm công này hay là giờ giấc các thứ như thế nào. Cái đấy thì có một phần phim này, ví dụ chấm công này. Chấm công tính lương thưởng các thứ ấy. Đây, chấm công thì mình dùng cái attendance. Đây, nói chung là sẽ có một phần app để hỗ trợ mình chấm công. Chấm công cho các bạn. Rồi chấm công thì mình sẽ xuất dữ liệu ra cái phần log này để mình theo dõi. Đây. Đấy, nói chung là cái phần chấm công thì mình sẽ chấm được cái chuyên cần của các bạn, sau đấy thì mình sẽ thêm một số cái như là KPI với lại cái nữa để theo dõi. Đây chung là ngày xưa thì mình làm Excel thì bây giờ mình chuyển qua đó bay này, nó cũng giống như là hàng cột thôi. Thế ví dụ như là chấm công nó cái bảng chấm công này nó sẽ tự động trả về lắp bay đúng không? Ví dụ những cái mà ví dụ như bạn đấy đi muộn chẳng hạn thì sẽ bị tự động trừ lương, thì cái có xuất từ cái phần chấm công đấy để nó tự áp lên vào cái bảng này Cái có đấy cái gì? thì tự động thì hiện tại là được đấy, nhưng mà phải biết tí công nghệ mò thì đấy. Thế là em đã làm được cái này chưa? Cái đấy thì hiện tại chưa, em đang hiện tại em đang xuất bằng tay này, em đang xuất bằng tay rồi em import lên. Có nghĩa tạm thời bây giờ em đang xuất bằng tay thôi đúng không? Chứ nó chưa ở cái mức là tự trả kết quả từ cái phần mềm attendant đấy, xong rồi tự động tính nha những người đi muộn bao nhiêu, làm tăng ca bao nhiêu, và nó sẽ tự động tính lương. Có nghĩa là mình sẽ nhập sẵn cái lương cứng của những cái người đấy vào, xong rồi sẽ từ cái bảng chấm công đấy mà nó sẽ tự động tính lương cho những cái người đấy Dạ vâng. thì Trên sẽ đấy là là suốt với Excel là được rồi nhé. Còn bỏ lên đây thì hiện tại em đang bằng tay. Còn nếu mà chị muốn tự động thì như trong group có một số người làm được rồi. Báo cáo hàng ngày luôn, hàng ngày hôm nay ai đi muộn này. Okay. Còn cái này mới chỉ dừng lại ở ấy thôi đúng không? Mới chỉ Vâng. dừng đúng Chấm công đó. không? Ừ, với lại cái chấm công thì nó sẽ có một số cái quy trình, ví dụ xin nghỉ thì nó sẽ đồng bộ vào cái chấm công rồi. Ví dụ xin nghỉ rồi thì hôm đấy sẽ không chấm công nữa.
Nhưng cái này là em đã làm chưa hay là mới chống công thì mới chỉ làm cái kia thôi, ý là mới làm được cái thủ công Vâng, em mới làm đến bước thủ công kia rồi. thôi. Còn ví dụ set up mấy cái này thì em làm rồi. Set up trong công như nào? Em là ở bên tổ chức nào hay là em làm cá nhân? Em làm cá nhân chị ạ. Ok. Thế dịch vụ của em là như thế nào? Chi phí như thế nào? Ví dụ thường thì em chia ra từng cái mô đun nhỏ. Ví dụ như quản lý cái phần KOL, KOC này thì thường em lấy là nói quanh 1 triệu đến 2 triệu. Với cả setup mấy cái phần chấm công nữa thì giá cũng tầm đấy. Không phải là full dịch vụ kiểu gì hả? Vâng, vì ví dụ full dịch vụ thì nó cũng mỗi tổ chức nó cũng nhiều yêu cầu ấy, thì em chia nhỏ ra cho dễ tính. À, có nghĩa là chia nhỏ lắp bay, có nghĩa là riêng về khoản lắp bay Vâng. thì cứ có nhu cầu gì liên quan đến lắp bay thì em đều sẽ hỗ trợ để làm hết kiểu như vậy hả? Dạ vâng. Còn cái tính mà follow up, ví dụ như là bên chị có những cái mới chẳng hạn cần update thì em sẽ follow up cái đấy hay là sẽ tính như thế nào? Update Ví nào cụ thể như nào thế nhỉ? dụ như là lần này chị sẽ hỗ trợ, à em chị sẽ bảo với em để em sẽ up cái lab bay cho chị chẳng hạn đúng không? Lần này thì sẽ là xong rồi, ví dụ như sau này chị sẽ có những cái cần thay đổi hoặc là những cái làm mới hoặc là những cái update lên thêm thì cái dịch vụ của em có cái chăm sóc hậu bán hàng, chăm sóc hậu bán hàng hay kiểu gọi là gì nhỉ, có nghĩa là follow theo cái trong suốt support bên chị trong suốt quá trình sau này không ấy kiểu vậy. À, cái này thường em hỗ trợ trong vòng 15 đến 30 ngày. Còn nếu mà sau này thì sẽ tiếp tục ký cái mới. Vì chi phí em lấy thì nó cũng không phải là quá cao. Nếu mà lấy ví dụ như bây giờ em lấy 1 triệu mà support cho chị mấy tháng thì nó cũng kiểu lỗ bên em ấy. Và làm nó không công ấy. Nên là em tách ra từng cái nhỏ nhỏ để hỗ trợ trong một khoảng thời gian nhất định thôi. Rồi bên mình sau này có thể tự sử dụng được rồi thì lúc đấy là có thể là thôi, mình chỉ có thể tự sử dụng, tự phát triển thêm. Nói chung là em hỗ trợ cho chị lúc mà bên chị ví dụ mới dùng thì nó nhanh hơn thôi. Còn bên mình vẫn phải chủ động sử dụng. Nói chung là cái này chỉ cần là thời gian đầu biết sử dụng là sau này bên chị sẽ có thể tự ấy được, chỉ cần biết nguyên lý sử dụng thôi đúng không, nguyên Dạ lý vâng. thì sau này sẽ tự biết để áp dụng cái thông tin vào đấy thôi đúng không. Dạ. Cái này bên chị lúc trước có dùng cái phần mềm nào tương tự không? Chưa thì bây giờ bên chị mới đang tìm hiểu cái phần mềm này ấy, thì như như cái này như một doanh nghiệp thì sẽ cần sẽ book, ví dụ như là sẽ cần book lab bay này, laptop này, em sẽ tư vấn cho chị những cái phần nào và cụ thể full gói thì sẽ là gồm như thế nào và giá trị giá tiền là như thế nào. Thường là ví dụ như ở đây thì em có mấy cái video sẵn hết rồi, ví dụ như về chat này, giao việc các thứ như thế nào thì nó có sẵn rồi, thì mình có thể chủ động tìm hiểu cái đấy thì đỡ phải book em. Nếu mà book em thì em cũng nói lại về mấy cái này thôi, thì mấy cái có sẵn rồi mình có thể chủ động tìm hiểu. Có ví dụ mấy cái mà mình muốn chỉnh sửa theo nhu cầu bên mình ấy, thì ví dụ book em ví dụ như phần lắp bay này, lắp bay với phần phê duyệt này, ví dụ chị muốn quản lý thu chi thì có thể book em về mấy phần này. Em có một cái file quản lý file dịch vụ giới thiệu. Đấy, còn cơ bản thì ở đây em có hướng dẫn hết rồi. Đây, video hướng dẫn chi tiết thì mình xem tổng quan. Cái thu chi là như thế nào, em mở ra chị xem nào, em sẽ có cái gì, ví dụ như là bên chị có phần mềm kế toán rồi thì cái thu chi đấy nó có tác dụng gì? À, thu chi ở đây thì ví dụ như em muốn đề xuất khoản chi 1 triệu này, thì ví dụ như 1 triệu thì ai là người duyệt này, bên trên 5 triệu thì giám đốc duyệt chẳng hạn, kiểu như vậy. Duyệt xong thì sẽ có tải lên minh chứng này là tôi đã chi về chi khoản gì, sau đấy thì nó sẽ thành một cái quy trình rồi đúng không, sau đấy dữ liệu nó sẽ lưu ở một nơi để mình quản lý cho nó dễ, không phải là phải nhắn tin nữa. Cái dữ liệu mà để xem lại thì sẽ là như thế nào ấy? Đây, chị đợi em chút nhé. Đây, ví dụ như mỗi lần chi này yêu cầu phê duyệt thì các bạn sẽ điền vào cái phiếu dữ liệu đấy, sau này nó sẽ lưu trữ ở một nơi, đó là log bay này, xong rồi mình sẽ phân loại ra chi phí đấy thuộc chi phí gì, số tiền bao nhiêu cụ thể.
Đấy, thì mình theo dõi được từng cái khoản chi, sau đó mình sẽ báo cáo được, ok được. Để từng khoản chi là như thế nào, bao nhiêu. Nếu mà chị dùng phần mềm kế toán rồi thì thôi phần này cũng được. Mình sử dụng để xin phê duyệt mấy cái nghiệp vụ trong cơ bản trong doanh nghiệp mình có. Ví dụ như báo cáo tài chính chẳng hạn, chị up lên đây chị có thể dùng LabBay để dùng cái LabBay này để làm báo cáo tài chính được đúng không? Hiện tại thì em thấy là rất là ít bên làm như vậy nha, vì cái phần log bay này nó báo cáo cơ bản như vậy, nó thống kê lại thôi. Còn nếu mà vẫn chi tiết mình có thể dùng mấy phần như Power BI với lại Data Studio để làm chưa? Power BI em có biết về Power BI không? Dạ có, em làm chính cái Ồ, mảng đấy. em là chính về Power BI hả? Ví dụ như là báo cáo tài chính em có thể cho chị xem qua một chút về báo cáo tài chính nếu mà làm qua Power BI thì nó sẽ khác gì với làm LabBay không? Thì em chưa làm cái mảng đấy nhá, em làm về mảng sàn thôi. Còn nếu mà chị muốn làm báo cáo tài chính qua Power BI thì có mấy cái mẫu ở trên đây này, chị em có xem rồi nào. Báo cáo tài chính thì trên Power BI nó sẽ chuyên sâu hơn cho mình. Power BI này là nếu mà em làm thì sẽ dịch vụ với em về Power BI sẽ là gì? Hay là theo 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 nghiệp vụ hay là theo gói như thế nào? Em cũng không làm nhiều cái phần điều mà. Đến Power BI thì thường em cứ lấy dữ liệu sàn để em làm thôi. Còn nếu mà làm cái ngoài thì em cũng ít làm. Chứ mà tùy về mặt dữ liệu mình đó. Nếu mà dữ liệu mình nó sạch sẽ thì làm nhanh. Còn dữ liệu nó thô phải xử lý thì lâu thì cũng tùy. Cho chị xem một cái ví dụ về Power BI mà em làm về dữ liệu sàn được không? Dạ vâng, cái em chưa nhé. Đây, em có làm một số báo cáo, ví dụ như là báo cáo đơn hàng với ba sàn này, nếu mình bán được mấy sàn này, mình đẩy dữ liệu về đây để mình báo cáo. Dữ liệu này là em đào Excel về đúng không? Dạ vâng, mình tải Excel về, xong mình tổng hợp lại. Đơn hóa đơn hủy này, tỷ lệ áp mã giảm giá như nào. Okay, nhưng cái này thì nó sẽ biểu đồ hóa những cái số liệu để cho mình nhìn cho nó dễ thôi, hiểu vậy đúng không? Dạ vâng. Ở trên lắp bay thì nó làm báo cáo được cơ bản thôi. Trên mấy cái phần mềm thì nó chuyên hơn. Đây là báo cáo phí sàn này. Phí xuất phí này. Em phí Picasso. Ok, thì em học cái mạng điện tử này em tập trung vào mấy cái mảng sàn. Ok, chỉ còn cái nhu cầu nào nữa thì Nếu thế thì ví dụ như là setup nội bộ làm sao để cho nó kiểu bây giờ tóm lại là nếu mà bắt đầu từ đầu, nếu mà liên quan đến setup nội bộ các cái gọi là gì nhỉ, các cái phòng ban các thứ làm sao để cho nó quy củ ngay từ đầu ấy thì nó sẽ là ở phần nào? đây. Đây chị ạ. Chị bắt đầu từ mấy cái mục đầu tiên này. Setup thì có những cái phòng ban nào mình thống kê, mình liệt kê trước đã, mình có phòng ban nào, nhân viên là gì. Mình thu bảo các bạn điền lại email vào đấy. Tin. Sau đấy mình tạo. Rồi cho các bạn vào chat trước. Hiện tại là mình đang chat qua Zalo thì chị. Chocolate bắt đầu là cần có bắt đầu chocolate là nhiều rồi.
Nhưng mà kiểu cũng chưa sử dụng hết các tính năng qua chat chẳng hạn. Chat hình như là có giao việc này, có gì đấy đúng không? Mới chỉ Vâng, chat giao việc đấy. Em gửi chị cái link sau nhé, thì vào mình xem phần. Vậy em có một số ấy, ví dụ như danh sách phát cho người mới này, mới bắt đầu dùng lắp thì dùng những cái gì? Đấy, ví dụ bên chị cứ dùng cơ bản các chi các thứ trước đi, rồi sau này tài liệu ví dụ như mấy file Excel, mấy file Word thì mình chuyển qua lắp này, mình chuyển lên. Ví dụ như đây, đây cái này này, hiện tại em đang làm cái này, nó cũng là cái dạng doc này. Đấy, mình phân chia được một dữ liệu, mình nhập cái thứ vào đây, mình có minmap các thứ. Cái ví dụ như em insert cái video kia là em insert link vào đúng không? Vâng, em dán link vào xong rồi nó có một số chế độ này. Đấy, cái link cơ bản đấy như vậy. Nó sẽ có chế độ xem đúng không? Vâng.